Xin chào bạn, tớ là Huy, có nick là Tony Huy. Mình đến từ Cao Bằng và sinh năm 1984. Hiện nay mình đang có một cửa hàng, một chỗ studio tại Cao Bằng với mô hình mình đang nhân bản một hệ thống mới. Và mình được biết đến khóa học của Tizino là một khóa học chuyên nghiệp được rất nhiều những các bạn trẻ cũng như các chủ studio từ mọi miền tổ quốc ra để tham dự học tập và nâng cấp những cái kiến thức mới. Và đặc biệt trong mùa 2019 này, mình được biết đến Tizino qua nhiều cái kênh thông tin, qua rất nhiều những cái khâu tuyển chọn và sàng lọc mà mình nghiên cứu rất kỹ rồi. Tizino là một môi trường rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời. Và mình đã chọn Tizino để gửi gắm cái niềm tin của mình. Thế là trong khâu của Tizino, anh có tìm được chính xác những cái mong muốn không? Thực sự là nó quá chính xác bạn ạ. Bởi vì từ những module đầu tiên, mình được trải nghiệm đó là 6 màu trong sáng, màu vintage, màu Hàn Quốc, màu Trung Quốc. Những cái kiến thức mà Tizino truyền đạt lại cho tớ và cho tất cả những anh em trong khóa học Tizino khóa 17 này thực sự là rất là tuyệt vời. Và mình cũng đã tham khảo rất nhiều những cái anh em cùng chung rất nhiều những cái ý kiến rằng là những cái kiến thức mà thầy Hồ Ngọc Nghĩa đã truyền đạt cho các anh em khóa tới và khóa trước và cũng như là những cái khóa hiện tại là khóa 17 mà mình đang tham dự này, thực sự nó là số 1 của Việt Nam. Chưa thấy nơi nào có thể là có một cái kiến thức khổng lồ và tuyệt vời như vậy. Thật sự là mình rất là cảm thấy rằng là kiến thức này là một cái thứ mà vô giá. Trải nghiệm đáng nhớ nhất của anh khi tại Tizino là gì ạ? Trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình ấy, đó chính là được gặp thầy Hồ Ngọc Nghĩa. Thầy Hồ Ngọc Nghĩa ở ngoài đời thì rất là một cái phong cách nó rất là gần gũi. Đấy, trong lớp học thì thầy Hồ Ngọc Nghĩa truyền đạt với lối giảng dạy rất là sư phạm và khoa học kỹ thuật. Và như ngày hôm nay thì sau cái buổi ngoại khóa này thì mình cũng cảm thấy rằng là môi trường của Tizino không phải những là tuyệt vời mà là rất là tuyệt vời ạ. Một môi trường rất là năng động và hiện đại, đặc biệt là chuyên nghiệp. Đấy, thì có rất nhiều những các anh em những cái khóa trước kiến thức đã update rồi vẫn quay trở lại để update nữa, và có những cái anh em biết được cái khóa sắp tới đã đăng ký mà nó còn full chỗ các bạn ạ. Mình cảm thấy rằng đó là một sự thành công rực rỡ, đó là một cái điểm để mà có thể là Tizino sẽ còn tỏa sáng hơn nữa. Và qua rất nhiều những cái buổi học thì mình cũng chưa có dịp để cảm ơn thầy Hồ Ngọc Nghĩa, thì mình đại diện cho lớp trưởng lớp PA 17 cũng sẽ thay mặt lớp Tizino PA 17 sẽ gửi tới lời chúc sức khỏe tới thầy Hồ Ngọc Nghĩa và gửi tới các bạn trong khóa học của PA 17 lời chúc sức khỏe, chúc cho Tizino, chúc cho thầy Hồ Ngọc Nghĩa và chúc cho ekip của Tizino ngày càng là thành công, phát triển và rực rỡ, đặc biệt là tỏa sáng.